các bạn ơi. Không kịp cái gì các bạn ơi, lên khối trắng trắng rồi. Đây là cảnh máy kéo, chiếc máy cắt này có chiếc máy kéo một nha, kéo hơi xa nữa và hút gom đồng các bạn ơi. Đây đó, vui như để chờ các người Việt làm gì có cảnh này các bạn. Gom đây. Con anh này đang đậu ở đây không biết bị gì rồi, đậu lại luôn các bạn ơi. Cảnh này đây. Bao hay gì. Bốn người kéo lúa. Bốn người đi hai chiếc máy kéo, ba người đi. Máy kéo bự cho bá binh. Đây. Còn sắp sửa rồi. Sáng giờ anh làm hai khuôn vậy được nữa, hai khuôn rồi. Chiếc 60 bị nghẹt than, mở phan ra các bạn ơi. Vậy được nữa là xong rồi, một chút mình sẽ quay con 60 nghẹt phan các bạn coi nha. Vô gần luôn. Vô ra. Rồi kẹt cái nhát rồi. Khoan các bạn ơi. Quá rồi, không kịp quá trời nhiều bao nè. Mới chát bông mi nóc các bạn ơi. Ồ, má này ngon lắm, má này chắc không bán đâu, má này bán cho có người mua các bạn. Cảm ơn mình có quay các bạn, có hỏi ai bán cho người để tìm giới thiệu với các bạn đó. Xong rồi giờ hốc lúa vô các bạn ơi.
trồng lúa luôn. Nãy hơi ấm quá. Cái này sao chỉ hết ta? Rồi, thời gian anh làm nó xong các bạn. Rồi chạy tiếp. Bỏ hai vợ chồng con chú ruộng ở đây hốt lúa vô. Bỏ đóng lúa luôn các bạn, lúa sạch vô. Đó rồi các bạn. Lúa này mà hứng không kịp không lại luôn. Cái này công chừng 15 bao lúa các bạn ơi. Tại thằng này quý thứng. Bảy mươi lút nó chạy đâu mà xa kia các bạn không hiểu. Rồi lúa 15 bao mà hai con này hứng là ngàn khoan rồi các bạn, dữ lắm rồi đó. Đây bỏ cho hai vợ chồng con này ở đây một đống lúa này vô các bạn, về nè rồi mằng ba tháng cực khổ tiết kiệm. Rồi mình cũng kết thúc video ở đây luôn nha. Thì mình cũng quay các bạn tham khảo con 60 này thôi, tính nghỉ quay nó mà tự nhiên nó ngạt khoan các bạn. Rồi quay cho các bạn coi cách mở khoan của ông. Ông mở nguyên cái lượng luôn. Đấy, 70 lút nữa chạy đầu hoài tại.